hôm nay giới thiệu đến anh chị em bạn gì một bộ phim mà có vị đặc vụ may mắn Johnny Johnny Reborn. Nghe kể thì đã qua rất nhiều năm kể từ lần cuối cùng Johnny giải cứu nước Anh. Johnny giờ đang học tập ở trong một ngôi chùa. Bạn sẽ hỏi tại sao anh ta ở trong chùa đúng không? Ngày nào cũng phải kéo theo viên đá để luyện tính kiên nhẫn. Câu chuyện phải bắt đầu kể từ đây. 5 năm trước, Johnny gặp tai nạn ngoài ý muốn khi đang làm nhiệm vụ. Tổ chức xấu hổ về nhiệm vụ thất bại là bảo vệ tổng thống mới đắc cử ở Mozambique, điều khiến anh phải trả giá bằng tước việc tước chức đặc vụ. Johnny đã được đào tạo tại một tu viện ở Tây Tạng để rèn luyện lại các đức tính, ví dụ như cải thiện trí thông minh hay là rèn luyện tính chịu đựng. Johnny không còn trẻ trung gì nữa. Nhưng nếu cơ thể bạn không theo kịp, IQ của bạn sẽ áp đảo mọi thứ. Cuối cùng thì vào một ngày đẹp trời đất nước của anh lại xảy ra chuyện. Johnny được tổ chức triệu tập. Lần này thì Johnny đã khác, Johnny của ngày xưa đã chết rồi, giờ anh đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Vì dù sao thì sau 8 năm cũng già đi nhiều nên kiểu gì cũng khác. Khi quay về đến tổ chức thì Johnny ngỡ ngàng đến bật ngửa. Sao căn cứ của tổ chức giờ lại biến thành công ty rồi? Ủa alo ạ, có nhầm lẫn gì ở đây không ạ? Cứu bé. Hóa ra là do vụ của Johnny nên tổ chức mới thành ra thế này. Ô tô, súng và đặc vụ của tổ chức đều đã mất sạch vì trả nợ. Lần này tổ chức gọi anh về là để bù đắp lại lỗi lầm năm xưa. Nhiệm vụ lần này của anh là phải điều tra một âm mưu ám sát thủ tướng Trung Quốc trong cuộc hội đàm với thủ tướng Vương quốc Anh. Johnny đến căn cứ của đặc vụ, gặp đặc vụ Simon, người đứng đầu MI7 Black Waterman. Simon dùng các kiểu nói khác nhau để chế nhạo Johnny. Sau đó, anh lại gặp được người bạn chí cốt từng lắp ráp vũ khí giờ đã bị phế phải ngồi xe lăn. Người đi theo Johnny ngày xưa giờ cũng đã có chức danh đặc vụ cấp dưới Colin Tucker, được chỉ định làm trợ lý cho anh. Johnny đưa Colin đến một sòng bạc ở Hồng Kông và dặn phải nhớ rõ bà lão tóc bạc này, vì bà ta chính là đối thủ của anh, sát thủ Killer Cleaner. Johnny đến sòng bạc để gặp một anh chàng phương Đông đeo kính. Johnny, chuyên gia tấu hệ ở phần 1 thế nào thì phần này vẫn thế, anh đã gọi nhầm người. Khi tên đeo kính đầu chọc này quay người lại thì người bên cạnh Johnny đã đăng xuất. Sập dai, ngạc nhiên chưa? Johnny đã phát hiện ra manh mối về địa điểm mà người này để lại. Khi Johnny đang ở trong phòng nói chuyện với cựu điệp viên kia Titus Fisher, thì Killer đang chuẩn bị sẵn sàng nổ súng để cho hai người đồng quy vô tận. Không thể không nói đến vũ khí của Killer, thực sự nó quá đẳng cấp. Nhìn này, là máy hút bụi đấy, đỉnh của chóp chưa? Sau khi hành động xong thì còn tiện cho việc thu dọn tang chứng nữa. Ngay trước khi Killer ra tay thì Johnny nhận được một tin. Titus Fisher cũng là một thành viên của Vortex, tổ chức chịu trách nhiệm phá hoại sứ mệnh Mozambique của Johnny. Ngay khi Johnny định hỏi sự thật thì Killer đã bắn chết Titus, không cho anh cơ hội biết thêm điều gì. Sau khi Johnny tiễn Killer vì tưởng bà ta là nhân viên dọn dẹp, thì nhanh chóng đuổi theo kẻ đồng phạm của Titus. Kỹ năng này thực sự phi thường, kiểu có thể chạy thì sẽ không trèo, kiểu có thể đẹp trai thì chắc chắn sẽ không hèn nhát. Với kinh nghiệm và trí tuệ của mình, Johnny đã đuổi kịp tên này lên đến nóc nhà. Hắn ta nhảy tường thì Johnny nhẹ nhàng đi thang máy. Đúng là ảo thật đấy, khứa này ngộ nghĩnh ghê. Cũng phải nói rằng lần trở lại này Johnny đã tiến bộ hơn rất nhiều. Johnny lên du thuyền sang trọng và bắt đầu đuổi theo tàu cao tốc của tên này. Chỉ trong nháy mắt, Johnny đã hạ được hắn và lấy lại chiếc chìa khóa bị trộm. Quả thật, khen đi vẫn phải khen lại, Johnny đã lợi hại hơn rất nhiều. Võ thuật thì không phải bàn rồi, đây anh còn có thể 1 cân 3 luôn cơ mà. Điều đáng ngạc nhiên nhất là trình độ tiếng Trung của Johnny cũng đỉnh thôi rồi. Người Trung mà nghe thì chắc còn tưởng đây là đồng bào mình. Anh cùng đường rồi, chạy đâu cho khỏi nắng. Anh chàng này có nắm đấm, nhưng anh ta lại phải cạnh tranh với Johnny nên không có cửa thắng. Giờ thì được rồi chứ, cậu em có đau không nào? Johnny lấy chìa khóa và lên máy bay trở về London. Anh, mọi chuyện cũng được tính là ổn thỏa một nửa, giờ cũng có thể tán tỉnh và ôm gái ngủ rồi. Nhưng trước tiên thì từ từ thưởng thức sâm panh cái đã. Trong lúc đang cao hứng, Johnny lấy chìa khóa ra chơi và ngâm nga vài câu hát cho yêu đời. Để xem ai nói vụ Mozambique lần trước là lỗi của tôi nữa nào. Nhưng khi Johnny chỏng ghẹo một tiếp viên hàng không thì lại làm mất chìa khóa. Lần này quay về trụ sở báo cáo thì chẳng có gì trong tay. Tất cả mọi người đều nghĩ Johnny là một gã khờ, khiến cho anh thực sự hoảng loạn. Thôi kiếp này coi như bỏ. Johnny nhìn thấy bà già đang dọn dẹp thì nghĩ đó là Killer nên đã xuống tay với bà ấy. Giờ thì hay rồi, không những đó không phải là Killer mà lại là mẹ của sếp Pegasus. Khi Johnny đang cố gắng hết sức để xin lỗi chân thành nhất thì bà ấy lại tung tuyệt chiêu. Johnny thấy bà vẫn chưa nguôi giận nên chạy đuổi theo và rồi hậu quả là lại tác động vật lý lên bà lão. Toang thật sự rồi, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, làm sao mà giải thích được đây. Thậm chí lúc Johnny dùng gối đánh bà lão thì Pegasus còn tận mắt nhìn thấy. Khi Johnny đang sầu não không biết số phận mình rồi sẽ ra sao thì kết, nhà tâm lý học hành vi thường trú của MI7 chạy đến tìm anh.
Cô sử dụng thuật thôi miên để giúp Johnny nhớ lại ký ức bị kìm nén của mình về sự cố năm đó xảy ra ở Mozambique. Johnny vô thức trở lại thời gian ở Mozambique. Hóa ra là khi nhiệm vụ đang diễn ra tốt đẹp thì có một cô gái với thân hình bốc lửa chạy đến quyến rũ Johnny. Và thế là Johnny quên luôn nhiệm vụ, nhảy xuống ngâm mình, uống sâm panh cùng người đẹp. Khi hai người họ đang trêu nhau thì tổng thống đã bị giết. Dưới sự hướng dẫn của Kate, cuối cùng Johnny cũng nhìn rõ được mặt người đó. Người này là cựu KGB người Nga và gián điệp phản bội MI7, Atemkenko, đang đóng giả triệu phú Sergei Pudovkin. Cấp trên hạ lệnh cho Johnny phải bắt sống tên này. Johnny phải cải trang thành đối thủ chơi golf với Atem. Nghe nói, Rolls-Royce của Johnny thực sự rất thông minh và có thể điều khiển bằng giọng nói. Cũng biết cách marketing đấy chứ. Người như Johnny thì sao biết chơi golf được. Đánh một gậy cơ bản thôi cũng làm bay gậy ra ngoài. Ngay khi Johnny định hỏi chuyện về tên gián điệp thì Killer cũng đã chuẩn hành động. Đúng là gừng càng già càng cay, bà lão này có nhiều vũ khí quá thể. Xứng đáng là người dọn dẹp xuất sắc nhất trong ngành. Bà giết vệ sĩ của Atem chỉ bằng một phát súng. Tiếp theo là hai phát súng dành cho Atem. Không có thời gian để gọi xe cấp cứu, Johnny lái chiếc trực thăng và lên đường. Mặc dù có chút cản trở, nhưng kỹ thuật của Johnny phải nói là quá tuyệt. Vì Killer phá hỏng hệ thống định vị nên Johnny phải bay thấp để hỏi đường. Nhưng mà nhân tiện thì Johnny, anh có thể lái chiếc Rolls-Royce của mình. Nếu anh có kỹ năng lái máy bay ở độ cao thấp mà, việc gì phải cồng kềnh thế nhỉ? Johnny thấy tình thế không ổn nên bảo là cần phải hát lên để thả lỏng tinh thần. Johnny hạ cánh trên nóc xe cứu thương. Xe cấp cứu đưa ba người đến bệnh viện nhưng cũng không kịp. Chỉ kịp cho Johnny lấy được chiếc chìa khóa thứ hai là Atem đang xuất. Atem trước khi lâm chung cũng cố gắng nói cho Johnny biết là trong M17 còn có gián điệp và người đó là người đang nắm giữ chiếc chìa khóa thứ ba. Johnny quay trở về căn cứ và tham dự một cuộc họp nhỏ. Cuộc họp đã quyết định cuộc hội đàm giữa thủ tướng hai nước sẽ được tổ chức tại Le Bastion, một pháo đài gần như bất khả xâm phạm ở dãy núi Alps của Thụy Sĩ, nơi các cuộc đàm phán sẽ được tổ chức. Johnny chịu trách nhiệm tìm ra nội gián. Colin phát hiện ra rằng Simon chính là nội gián. Lúc đầu Johnny không tin vào lời thiếu căn cứ này. Cho đến khi Colin đưa ra bằng chứng cho thấy cả Simon và Atem đều có mặt ở Mozambique, thì Johnny vẫn không tin. Và thế là anh lập tức đuổi Colin ra ngoài. Sau đó, Simon đã lấy được chiếc chìa khóa bằng cách lươn lẹo với Johnny. Nhân tiện thì Simon còn bảo Johnny nội gián là người khác, chính là người mà đi xe lăn, bạn chí cốt của anh, Bách. Sau khi Johnny rời đi, anh ta gọi cho sếp và nói với cô ấy rằng Johnny mới chính là nội gián. Johnny đến tìm Bách, hai người đổ tội cho nhau, ai cũng, anh chính là nội gián. Ngay khi Johnny chuẩn bị hành động thì tổ chức thực hiện vụ ám sát Johnny. Johnny bị bắn khi đang cố trốn thoát. Bị các đặc vụ MI7 truy đuổi, Johnny đánh cắp chiếc xe lăn đã được sửa đổi nhiều của Bách. Điều khiển xe lăn cũng có nhiều tư thế khác nhau luôn nha. Nếu cần điều khiển không hoạt động thì nó sẽ cung cấp cho bạn tay cầm. Tốc độ thấp không được thì tốc độ cao. Thành thật mà nói, tôi muốn ngồi trên xe lăn này một lần. Johnny đã đi một quãng đường dài và nhận ra rằng mình lại quay về điểm ban đầu. Phải làm sao? Đừng hoảng sợ, quay lại và chạy tiếp thôi. Vào số và đạp ga, bắt đầu lên đường lần hai. Johnny thực sự đã tận dụng tối đa chiếc xe lăn. Nếu không thể chạy khi ngồi thì cũng có thể chạy khi nằm. Đỉnh không nào. Johnny không có người nào mình tin tưởng nên đã chạy đến nhà của Kate. Cho dù có chớt thì cũng phải chớt trong vòng tay ấm áp của gái xinh chứ. Kate chăm sóc vết thương cho Johnny và tìm thấy điều kỳ lạ trong video về hoạt động ở Mozambique. Cô thấy rằng sát thủ đã bị thao túng bởi một loại thuốc kiểm soát tâm trí được cho là đã bị tiêu diệt, tim Axelibabritnol. Tiện đây thì Kate cũng đã nhìn trúng Johnny và Kate anh từ lâu. Kate thích sự bộc trực của Johnny, nhưng người khác thì thấy đấy là biểu hiện của sự ngáo đá. Ngay khi Kate chuẩn bị có một màn mây mưa đồng cháy với Johnny, thì Simon đến đưa cô đi vì có chút chuyện cần giải quyết. Johnny thấy tình hình không khả quan cho lắm. Anh lúc này mới nhận ra Simon mới chính là nội gián. Có lẽ bà lão killer này chắc rời xa Johnny một ngày sẽ chết hay sao vậy, lúc nào cũng thấy bám theo anh. Công cụ chiến đấu lần này của bà ta chính là lưỡi cắt siêu sắc bén. Johnny chạy đến tìm Colin vào lúc anh đang dở trận, đang gay cấn mà phá đám, thứ nào chịu nổi. Công việc này khó khăn lắm tôi mới có được nhưng vì anh mà tôi bị đuổi đấy. Anh nên nghĩ xem nên bồi thường cho tôi thế nào đi, chứ tôi sẽ không vì vài câu nói ngọt của anh mà lại đi theo anh nữa đâu. Ủa ra vậy, thế ai đi sau Johnny thế này? Johnny đưa Colin đến nhà để xe của mình, hai người cùng nhau lên đường đi Thụy Sĩ. Đúng là dân chơi, vượt không sót cái đèn đỏ nào. Có vẻ như khoản tiền phạt này là không thể tránh khỏi. Johnny và Colin đã vượt qua những ngọn núi và dặng núi. Khi họ nghĩ rằng mình sẽ thành công thì lại vô tình đặt nhầm thiết bị. Johnny vô tình kích hoạt đèn hiệu cấp cứu, báo cho lính canh về sự hiện diện của họ. Thế này thì đủ hạnh phúc chưa ạ? Tất cả mọi người đều biết hai vị trà trộn vào trong rồi ạ. Johnny ra lệnh cho Colin hạ gục mình và cho anh vào trong một chiếc túi đựng xác để họ được đưa vào pháo đài. Diễn xuất thế này thì nên làm diễn viên chứ làm đặc vụ hơi phí. Simon quả nhiên là người có tâm cơ, tàn độc vô cùng. Anh ta bơm sẵn thuốc thao túng vào trong cốc nước để có thể khống chế được sếp mình. Bằng cách này, Simon có thể điều khiển tổ chức Vortex và cả tổ chức M17. Nhưng tiếc là kế hoạch hoàn hảo thế mà lại bị Johnny phá hỏng. Johnny rất tự tin, cầm cốc nước có thuốc lên uống trước mặt bọn họ. Đến giờ anh vẫn không thể tin được là mình dám uống thứ này, nó còn ghê hơn là hít đá nữa. Johnny thay thế sếp Pegasus của mình và bước vào nơi hội đàm.
Johnny làm theo chỉ dẫn của Simon và lấy thỏi son trong túi ra, và đó chính là một khẩu súng mini. Nhưng khi chuẩn bị nổ súng thì Johnny nhớ lại quá trình đào tạo của mình. Anh vội vàng dùng tay trái để khống chế tay phải. Ngay khi Simon chuẩn bị có được thứ mình mong muốn, thì Colin đã hack vào hệ thống và phát nhạc. Các đặc vụ cũng không biết phải làm thế nào, phát nhạc thì chính là đồng quy vô tận cả lũ. Johnny kháng cự một lần nữa và bắn Simon, người đã trốn thoát. Trong khi thuốc đi vào giai đoạn gây chết người thì Johnny bất tỉnh. Kết thấy vậy thì nghĩ thầm không ổn rồi, phải tranh thủ cơ hội thôi. Nếu giờ mà không chạy lại hôn thì chắc không còn cơ hội nữa. Kết mới chỉ hôn một cái mà Johnny đã tỉnh lại ngay, thần kỳ thế. Ảo ma các kiểu, độc lạ phim Mỹ. Những người có bệnh thì mau tìm bồ đi, hôn thế này kiểu gì cũng khỏi. Còn Johnny bây giờ phải đi làm nhiệm vụ tiếp đây. Anh lập tức dùng dù cỡ lớn để bay đi, sau khi đáp đất thì lái xe trượt tuyết. Lao thẳng một mạch lên cáp treo đứng với Simon. Và thế là trận chiến giữa Simon và Johnny bắt đầu nổ ra. Dù sao thì người mà có tuổi rồi thì cơ thể sao bằng được người trẻ. Simon mới chỉ đạp một cái, Johnny đã ngã ngay xuống dưới. Cũng may là ở bên dưới đều là tuyết nên cũng không đau lắm. Anh lấy chiếc ô của mình ra tưởng rằng là ô chống đạn, nhưng thực chất là bệ phóng tên lửa khi đóng nó lại. Lại một lần nữa, Johnny đã hoàn thành xuất sắc công việc của mình. Bộ phim đến đây là kết thúc, nó vẫn hồi hộp và gay cấn y như phần đầu. Chỉ khác là lần này IQ của Johnny thực sự đạt cực đỉnh, không còn ngờ nghệch như xưa nữa thôi. Lại sai lầm nữa rồi, Johnny. Mày bị sao vậy, ai nhập à?